Phòng khám hiểu của trường Thuốc Nam Thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Tê tay trái là bệnh gì, điều trị sao bác? Đấy. À, đây là một câu hỏi mà gặp được rất nhiều ở những cái bệnh nhân nhiều tuổi. Tuy nhiên nếu mà đang còn ít tuổi, dưới 45 tuổi mà đã bị những bệnh này thì là phải nó lại đấy là hiện tình trạng là bị tương đối nặng. Vì sao lại nói như vậy? Vì chỉ đơn giản nhá, một người mà thanh niên, thời kỳ thanh niên, cực thịnh của người thanh niên ấy, thì nó rơi vào khoảng độ 20-25 tuổi ấy, thì nó cao, anh chị đo chiều cao nó khoảng độ 1m7. Tuy nhiên là đến có những người mà đến khoảng độ 50-60 tuổi tự nhiên đo thì chiều cao lại hạ thấp xuống, vì lý do là bị nhiều tuổi đi thì xương nó thường teo, thường tiêu đi, bớt đi, và đặc biệt như thế thì thường là xuất hiện những nếp nhăn ở trên trán, nó là tình trạng giãn ra và co lại ở cái xương gây tình trạng đấy. Thì cái việc mà bị tê tay ấy, thì đầu tiên phải xem lại xem có bị các bệnh liên quan đến phong tê thấp. Hai nữa là phải kiểm tra lại, vì là mới thì nó tay tê trái rồi, nhưng mà nếu hoặc là mới tê thì tê nhẹ, sau thì tê nhiều cả đầu, buốt cả đầu ngón tay, và nó thường lan sang cả tay phải, bị hai tay. Và cái tình trạng đấy là dấu hiệu của hội chứng đốt sống cổ, hay còn gọi là thoái hóa hoặc thoát vị đĩa đệm, cái đốt sống cổ này. Đấy. Thì cái tình trạng đấy nó đi kèm với nó thì rất dễ tình trạng là thêm là đau đầu. Thế các anh chị đi kiểm tra, nếu đo huyết áp mà huyết áp nó vẫn bình thường, đi kiểm tra thì lại bảo là rối loạn tiền đình. Thì không phải, cái đấy là do chèn ép mà máu không đưa nên nó chèn ép dây thần kinh này. Nó ép chèn ép vào và nó làm cho không hành khí và đưa máu không được nên trên não bộ, và nó rối loạn. Khi mà thiếu oxy, thiếu máu thì nó rối loạn, làm cái tình trạng đau đầu hoặc hoa mắt chóng mặt. Nhưng gốc của nó lại do thoái hóa. Thế thì cách chữa thì như thế nào? Thì đầu tiên phải tìm rõ nguyên nhân. Đấy. Hai nữa là đôi khi anh chị bị đại tràng. Đấy, thì nó không kiện vận, nó không vận hóa được, không hấp thụ được, cái thận nó yếu, nó không sinh ra tinh tủy được, thì nó gây tình trạng này. Cái hai đốt xương bao giờ nó có một cái chất nhầy ở giữa này. Đấy, cái chất nhầy ở giữa ấy, khi mà nó đẩy lên thì nó quay nó không sao, nhưng mà nó không đẩy lên thì ép xuống thì cọt quẹt, quay ra cọt kẹt, hoặc là đau tại chỗ, hoặc là tê bổn chân tay. Thì cái chữa, cái tìm chữa là tìm rõ nguyên nhân đã, sau đó thì là lấy khăn điều trị triệu chứng, gì lấy khăn lụa ấy, kéo bỏ cái vòng ra, có cưa kéo xẻ ở cổ nhiều ạ. Sáng trưa tối mỗi lần làm 15 đến 20 phút là nó hỗ trợ điều trị rất là nhiều. Tuy nhiên là muốn nhanh hoặc là muốn tìm ra rõ nguyên nhân để biết gốc bệnh mà chữa được cho chính xác thì có thể liên hệ trực tiếp đến phòng khám. Xin chào.